Dạ vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Trang Sư AQ của mình. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn. Bên mình hiện tại đây là đang có hai mẫu bút đèn soi đá mình dùng được kiểm tra đá quý các bạn nhé. Thì tiện đây thì mình sẽ test luôn cách dùng của đèn soi đá quý.